Bản tin quốc tế hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Cựu đại tá Ukraine nói về trận đánh quyết định cuối cùng. NATO sử dụng AI để theo dõi máy bay Nga. Kết quả bầu cử nghị viện châu Âu bộc lộ sự mệt mỏi. Mỹ thúc giục các nhà lãnh đạo Trung Đông gây sức ép để ngừng bắn tại Gaza. Cựu đại tá Ukraine nói về trận đánh quyết định cuối cùng. RIA Novosti đưa tin, đại tá Cục An ninh Ukraine Oleg Starikov cho biết trong một phỏng vấn rằng vào cuối mùa hè, một trận đánh quyết định sẽ diễn ra tại Ukraine. Đây sẽ là trận đánh kết thúc cuộc chiến. Từ quan điểm quân sự, hoạt động chiến lược và một số hoạt động cuối cùng khác sẽ diễn ra vào tháng 8 và tháng 9, cựu đại tá Cục An ninh Ukraine cho hay. Ông Starikov lưu ý, dự báo của ông dựa trên phân tích quân sự và theo cựu quan chức này, các nhà khoa học chính trị cũng có chung quan điểm với ông. Cuối tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov cho biết Ukraine đã mất hơn 35.000 quân nhân và hơn 2.700 vũ khí trong tháng 5. Bộ trưởng Belousov cũng cho rằng các quốc gia phương Tây bằng cách cung cấp vũ khí cho Kiev, truyền dữ liệu tình báo và huấn luyện binh sĩ Ukraine đang leo thang và kéo dài cuộc xung đột vũ trang tại nước này. Mỹ và hơn 10 đồng minh phương Tây, trong đó có Pháp, Anh, đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga. Các nước này về cơ bản cho phép Ukraine thực hiện các vụ tấn công xuyên biên giới với điều kiện chỉ nhắm đến mục tiêu quân sự mà Nga dùng để thực hiện các vụ tập kích Kharkov, đông bắc Ukraine. NATO sử dụng AI để theo dõi máy bay Nga. NATO đang sử dụng AI để theo dõi máy bay và trạm tiếp nhiên liệu của Nga. Trợ lý tổng thư ký phụ trách đổi mới, hỗn hợp và an ninh mạng của khối quân sự do Mỹ đứng đầu David Van Weer tiết lộ, phát biểu tại diễn đàn đổi mới quốc phòng NATO-Ukraine tại Đại học AGH Krakow, Ba Lan, quan chức cấp cao nói trên cam kết tăng cường hợp tác với Kiev với một thỏa thuận mới về đổi mới chiến trường. Lấy ví dụ về sự tích hợp của nhiều giải pháp AI khác nhau, ông cho biết NATO sử dụng AI để phân tích hình ảnh vệ tinh nhằm theo dõi và đếm máy bay và trạm tiếp nhiên liệu của Nga. Trợ lý tổng thư ký NATO cho biết thêm, việc sử dụng AI theo cách như vậy phù hợp với những nguyên tắc của NATO về việc sử dụng AI có đạo đức, rủi ro thấp. Van Weer cho biết, không ai bị giết nếu bạn lấy số liệu ra. Những tháng gần đây, Ukraine được cho đã tăng cường nỗ lực tấn công các sân bay của Nga, cả những sân bay gần khu vực chiến sự và sâu bên trong lãnh thổ của nước này. Moscow dường như cũng mở rộng đáng kể việc sử dụng không quân tiền tuyến, chủ yếu để phóng các quả bom trên không được trang bị bộ dẫn đường có cánh. Kết quả bầu cử nghị viện châu Âu bộc lộ sự mệt mỏi. Kết quả bầu cử nghị viện châu Âu cho thấy người châu Âu đã quá mệt mỏi với cuộc chiến tại Ukraine. Tỷ phú người Mỹ David Sacks nhận xét trên mạng xã hội X. Ông Sacks nhấn mạnh người châu Âu mệt mỏi vì chiến tranh. Họ muốn các nhà lãnh đạo châu lục tập trung vào việc bảo vệ biên giới của chính nước họ, chứ không phải là Ukraine. Thủ tướng Bỉ từ chức, Thủ tướng Anh Sunak và Tổng thống Pháp Macron có thể ra đi vào tháng tới. Còn Zelensky ở lại vì ông ta đã hủy bỏ bầu cử. Đó là tin xấu cho ông Biden. Từ mùng 6 đến ngày 19 tháng 6 vừa qua, các nước EU tiến hành cuộc bầu cử nghị viện châu Âu. Theo dữ liệu sơ bộ, Đảng Dân Chủ Xã hội Đức SPD của Thủ tướng Đức Olaf Scholz chỉ đứng ở vị trí thứ 3 với 14,4% số phiếu bầu, còn Đảng Phục Hưng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron xếp vị trí thứ 2 với 15,4% số phiếu bầu. Trong bối cảnh Đảng của Tổng thống Macron những kết quả sơ bộ thấp, ông Macron đã gửi thông điệp video toàn quốc, trong đó ông tuyên bố quyết định giải tán Nghị viện Cộng hòa Pháp và chuẩn bị bầu cử quốc hội trước thời hạn, mà vòng đầu tiên sẽ diễn ra ngày 30 tháng 6 tới. Belarus tham gia tập trận hạt nhân với Nga. Giới chức Belarus ngày 10 tháng 6 xác nhận quân đội nước này đang tham gia giai đoạn 2 của tập trận do Tổng thống Nga Putin ra lệnh nhằm thực thi việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật. Giai đoạn đầu của tập trận diễn ra ở khu vực miền nam nước Nga hồi tháng trước, mà theo giới phân tích hạt nhân, đây là tín hiệu cảnh báo của Tổng thống Putin nhằm ngăn chặn phương Tây lún sâu hơn vào cuộc chiến tại Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Trung tướng Viktor Krenin tuyên bố cuộc tập trận là biện pháp chủ động nhằm tăng cường sự sẵn sàng của chúng tôi trong việc sử dụng vũ khí trả đũa. Bộ trưởng Quốc phòng Belarus nói thêm, bây giờ hơn bao giờ hết, chúng tôi quyết tâm ứng phó với bất kỳ mối đe dọa nào gây ra cho đất nước chúng tôi và nhà nước liên minh giữa Nga và Belarus. Tuy nhiên, không nêu rõ địa điểm sẽ ra tập trận hay loại vũ khí nào tham gia. Bộ trưởng Krenin nhấn mạnh, chúng tôi không có ý tạo ra bất kỳ căng thẳng nào liên quan tới các vấn đề an ninh khu vực. Chúng tôi không gây ra mối đe dọa quân sự liên quan tới quốc gia thứ ba hoặc bất kỳ ai khác. Chúng tôi là một quốc gia hòa bình, không đe dọa hay tìm kiếm đối đầu bất cứ ai, nhưng chúng tôi là sẵn sàng hành động. Một số nhà phân tích phương Tây nhận định
Moscow ngày càng nhấn mạnh tầm quan trọng của vũ khí hạt nhân chiến thuật kể từ khi nổ ra cuộc chiến tại Ukraine. Tại đó, lực lượng thông thường vật lộn trong 2 năm đầu. Về lý thuyết, việc sử dụng loại vũ khí như vậy có thể gây sốc cho phương Tây mà không nhất thiết phải khơi mào cuộc chiến tranh hạt nhân toàn diện, mặc dù có nguy cơ cao gây ra một vòng leo thang. Kể từ ngày đầu tiên cuộc chiến, Tổng thống Putin nhiều lần cảnh báo phương Tây về quy mô và sức mạnh của kho hạt nhân của Nga. Mỹ thúc giục các nhà lãnh đạo Trung Đông gây sức ép để ngừng bắn tại Gaza. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 10 tháng 6 thúc giục các nhà lãnh đạo Ả Rập gây sức ép buộc Hamas chấp nhận đề xuất ngừng bắn cho Tổng thống Biden vạch ra cách đây 10 ngày để chấm dứt cuộc chiến kéo dài 8 tháng qua tại Gaza. Ngoại trưởng Blinken đang có chuyến thăm thứ 8 tới khu vực kể từ khi các chiến binh Hamas tấn công Israel vào tháng 10 năm ngoái, gây ra vụ việc đẫm máu nhất trong xung đột kéo dài hàng thập kỷ giữa Israel và Palestine. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Washington tìm cách tăng cường sức ép buộc Hamas phải đồng ý với lệnh ngừng bắn với Israel và đảm bảo chiến tranh không lan sang Liban. Ông Blinken cho hay Hamas là bên duy nhất không chấp thuận đề xuất về một thỏa thuận 3 giai đoạn liên quan đến việc thả con tin và đàm phán chấm dứt giao tranh mà ông cho hay Israel đồng ý. Trong khi đó, Hamas tuyên bố vào tháng 5 rằng lực lượng này đồng ý với một thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin lấy tù nhân. Nhưng một quan chức Israel khi đó cho biết thỏa thuận này không được Israel chấp thuận vì các điều khoản quá mềm mỏng. Một quan chức cấp cao của Hamas nói rằng phát ngôn của Ngoại trưởng Blinken về ngừng bắn tại Gaza là thiên vị Israel. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller thông báo tối 10 tháng 6, Ngoại trưởng Blinken đã tới Israel, nơi ông cập nhật với Thủ tướng Netanyahu về những nỗ lực ngoại giao đang diễn ra nhằm lập kế hoạch cho giai đoạn hậu xung đột. Ông Blinken cũng nhắc lại rằng đề xuất hiện tại sẽ giúp làm lắng dịu dọc khu vực biên giới phía Bắc của Israel và hội nhập sâu hơn với những quốc gia trong khu vực. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cho biết thêm, ông cũng sẽ thảo luận về các kế hoạch quản lý và tái thiết tại Gaza sau cuộc chiến trong cuộc họp với các nhà lãnh đạo khu vực tại Jordan và Qatar. Chuyến đi của Ngoại trưởng Blinken diễn ra sau khi Bộ trưởng Israel Benny Gantz tuyên bố từ chức khỏi chính phủ khẩn cấp của Thủ tướng Israel ngày 9 tháng 6, rút lui khỏi quyền lực trung dung duy nhất cho liên minh cực hữu của nhà lãnh đạo Israel đang gặp khó khăn trong cuộc chiến tại Gaza. Sự rút lui của đảng trung dung của Gantz sẽ không gây ra mối đe dọa trực tiếp cho chính phủ, nhưng dù sao, nó cũng có thể gây ra tác động nghiêm trọng khi Thủ tướng Netanyahu phải phụ thuộc vào những người theo đường lối cứng rắn, không thể hợp kết cho cuộc chiến và có thể leo thang cho cuộc chiến với Hezbollah của Liban.